đường thẳng. Khi mà nó trở về thì cái cơ bụng của bạn nó phải gồng rất là cao. Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại Ryan Long Fitness rồi. Hôm qua có một bạn hỏi mình là anh ơi làm sao để mà tập bụng hạn chế việc sai, hay là hôm qua mình ngồi ở nhà mình sửa bài cho tất cả những cái học viên online, mình đều nhận ra là đa phần mọi người đều phạm phải một cái lỗi sai rất đơn giản, nó cơ bản nhưng mà cứ lặp đi lặp lại hoài của việc là tập bụng, mà rõ ràng là tập mà không cảm thấy căng hay vào cơ bụng. Rồi hôm nay mình ở nhà nha, nhưng mà mình hôm nay mình xin phép là không có thảm cũng như không mang giày. Nhưng khi các bạn tập thực tế, mình nói trước nha, là các bạn hãy nên mang giày và cần có thảm, bởi vì trong cái buổi tập bụng của bạn không phải là lúc nào bạn cũng chỉ tập bụng mà bạn còn phải tập những cái bài cardio nữa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đến với những cái lỗi sai rất cơ bản nhưng mà phần lớn mọi người khi tập bụng đều gặp phải, nó dẫn đến việc là tập nó không vào cơ bụng mà toàn bị đau, bị căng ở chỗ nào không à. Rồi đầu tiên nha, cái góc nhìn ngang á, cái phần cơ bụng của bạn nó ở đây, đúng không? Góc nhìn ngang này, cái phần cơ bụng của bạn nó gì? Khi mà các bạn nhìn ngang á, ở phía sau lưng của bạn á, nó có thêm cái bó cơ lưng, đúng không? Thì khi mà bạn chuyển động, bạn co gập vô như vậy thì cái phần cơ lưng của bạn nó sẽ căng, nó giãn ra. Khi bạn giãn cái cơ bụng lên như vậy thì nó sẽ gồng, nó sẽ thu lại cái phần cơ lưng ở phía sau và nó giãn ra cái phần cơ bụng. Nghĩa là về nguyên tắc để nó tập bụng đúng, tập bụng vô, nghĩa là cái cơ bụng của bạn á, là nó được hoạt động theo cơ chế là nó giãn và nó co, nghĩa là gần như cái chỗ này các bạn sẽ thấy giữ nguyên. Như vậy cái điểm sai đầu tiên á, khi rơi vào những cái bài tập bụng, nếu ở cái bài tập bụng như thế này, nếu các bạn dùng sức cơ lưng mà các bạn bật lên nhanh quá như vậy và các bạn giữ lưng thẳng như vậy thì gần như nghĩa là cái hướng chuyển động của bạn nó hoàn toàn nó bật và nó đi lên, cái hướng của bạn nè, cái hướng di chuyển cơ thể của bạn nó bật nó đi lên như vậy thì gần như á, là bạn chỉ dùng cái phần nhóm cơ lưng của bạn để mà bạn điều khiển cho phần thân trên của bạn nó bật lên. Cái điều đó là nó sai. Nó sai là bạn tập theo kiểu là bạn bật lên chứ không phải là bạn tập bạn dùng cơ bụng để bạn co lên. Rồi bây giờ bạn thử nè, bạn thử bạn tập như gì, bật thẳng lên, bạn thấy cái cơ bụng nó rất ít mỏi. Nhưng nếu bạn tập kiểu gì nè, đầu tiên bạn để tay, bạn để hai ngón tay của bạn như nè, đó, bạn để phần gì nè, bạn đo cái khoảng cơ bụng nó phải nằm ở giữa cái phần xương ức với tại cái phần bụng á, các bạn sẽ thấy, các bạn thấy không? Đây, cái phần xương sườn của mình nè, nó phần giữa phần xương ức với phần chỗ lỗ đốn á. Rồi các bạn để nó bắt đầu bạn co lại làm sao cho cái khoảng cách hai cái tay của bạn nó gần lại với nhau, nghĩa là như thế này, thở ra giữ lại đó. Các bạn sẽ thấy rất rõ trong video là khi mà mình ép vô như thế này đó, mình giữ lại đó, các bạn thấy cái phần cơ bụng của mình nó rung không, nó rung rất là chặt đó, nghĩa là cái góc mà khi các bạn co hết vô đó là cái góc mà cơ bụng á nó phải bị ép lại nhiều nhất để nó tải cái phần thân trên là cái ngực của chúng ta. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ luyện luyện cái kỹ thuật để làm sao mà tập cho nó hiệu quả nhất. Ví dụ như bài gập bụng hay là bài lướt bụng đi. Nếu mà tập nhanh chúng ta sẽ tập gì? Không, chúng ta đừng tập gì. Các bạn tập gì đó rất là khó vô cơ bụng. Nếu mà với người mới các bạn tập chậm, kiểm soát lại thôi. Ví dụ như vậy này, lướt lên, các bạn phải cảm nhận các bạn gồng co vô, các bạn thả từ từ ra cho cảm giác nó giãn ra, giữ, các bạn bắt đầu bạn co vô đó. Tập bắt đầu khi nào mà quen nhanh hơn á thì mình có thể tăng cái tốc độ lên, vẫn là co. Cái mắt của bạn á, nó phải hướng theo cái đường nó xéo để đi lên và bạn phải cảm nhận á, cái cơ bụng của bạn nó không phải là nó được nâng lên, cái đường của nó đi nó không phải như vậy đi lên mà cái đường nó đi ngược lại này nè đó nha. Nó không phải là nó đi lên, nó không phải là gì, nó không phải là gì, nó không phải như vậy mà nó co vô như vậy, giãn ra, co vô đó. Bạn thử tập đi, bạn thử tập giờ 10 cái giống mình nè, nó cực kỳ vô, chậm kéo vô hồi nãy ở cái thứ 8, thứ 9 các bạn có thể tua lại video. Các bạn sẽ thấy là mình khi mình bỏ ở đây mình hơi giữ ở cái điểm phía sau một chút. Để làm gì? Để mình cảm nhận là cái lực quán tính của cơ thể mình nó diễn ra phía trên. Mình hơi giữ lại. Để làm gì? Để nó căng cái phần cơ bụng. Thì nó các bạn sẽ giữ và các bạn sẽ ăn điểm được. Kể cả khi cơ bụng của bạn nó giãn và nó co vô. Các bạn hiểu vấn đề không? Rồi, chúng ta đến với cái bài số 2. Khi mà các bạn tập những cái bài mà để giảm mỡ hai bên phần này nè, phần cơ liên sườn này, có một cái phần cơ liên sườn chỗ này nè, đó, gòn eo nè, có một cái sai lầm mà các bạn rất hay gặp phải, đó là các bạn không tập đủ biên độ. Biên độ là gì? Ví dụ như từ điểm A tới điểm B, nghĩa là cơ thể nó sẽ di chuyển từ A qua B. Ví dụ giờ hai điểm A và B của mình là hai cái đầu gối. Khi tập đủ biên độ tức là nó phải di chuyển từ A và nó đi hết B, sau đó nó quay lại A. Rất nhiều bạn trong chúng ta tập cái bài plan ngang lên xuống, các bạn mới đi tới đây, các bạn quay về tới đây, các bạn chưa hết tới A, các bạn đã đi. Cái đó gọi là biên độ. Giống như tất cả cái bài cuốn hạ đơn hay là bài đẩy vai, nó mình gọi dùng cái từ là biên độ và đi đủ khoảng cách từ A đến B cho các bạn dễ hình dung. Như là nếu cái khoảng cách nó là nhiêu đây, hãy cố gắng cho cái cơ bụng của bạn nó giãn co trong khoảng này. Tại vì sao? Tại vì nếu nó không giãn co đủ thì cái lực tác động và cái chu kỳ biên độ chuyển động của bạn nó rất là khác. Ví dụ đơn giản, bạn muốn đốt được 100 calorie thì bạn đi từ A đến hết B, quay lại qua 100 lần thì bạn được đốt được 100 calorie, đúng không? Hợp lý. Đó là lý do tại sao nhiều bạn tập hoài không giảm mỡ. Tại vì rất nhiều bạn không đi hết từ A đến B rồi xong bạn quay lại, mà bạn mới đi cỡ 70% cái quãng đường tới B, bạn đã quay lại, bạn chưa đi tới quãng đường tới A nữa, bạn chưa về hết A, A là ở đây nè, bạn mất đi dưới đây và bạn đã quay lại. Thì như vậy là cũng cùng tập đúng số hiệp, cũng cùng tập đúng số lần, nhưng cái quá trình giảm mỡ, giảm cân của bạn nó bị giảm đi cái hiệu quả rất là nhiều. Vì sao? Vì là bạn không tập đủ cái biên độ, nên cái việc bạn mất sức hay không nó cũng không, đúng không? Rồi, ở cái bài lên ngang, bài này khuyến khích các bạn nên mang giày nha. Ở đây là bởi vì mình đang ăn nhẹ nên mình chỉ quay video hướng dẫn các bạn thôi, còn khi mình tập thực tế nên mang giày. Rồi đi vô cái bài lên ngang đó nha. Rồi, đầu tiên bởi vì sao cần mang giày? Bởi vì cái chân của bạn nó sẽ trụ lên, đúng không? Cái điều thứ hai là cần có thẳng để cái tay của bạn nó tì lên. Rồi minh họa cho cái vấn đề đi từ A đến B nữa nè. Khi tập cái bài này á, ví dụ như A là xuống hết cỡ gì, nhưng cái mông của bạn, cái phần hông của bạn nó không chạm vô sàn. Rồi B là gì? B là nâng lên hết cỡ như thế này, ở cái điểm này là hết này nè, nghe là nâng hết lên là phần vai nó tạo ra một đường thẳng. Khi mà hết cỡ gì thì cái cơ bụng của bạn nó phải gồng rất là cao, và khi bạn xuống như gì nó giãn hết cơ ra, không chạm nha, nó còn khoảng giữ một xíu thôi. Giữ như thế này rất là khó, nó còn bạn phải dùng não, bạn tập trung, bạn điều khiển, và từ đó bạn mất calorie, bạn đốt được mỡ thừa và sử dụng mỡ thừa rất là cao. Ở đây là khi mà chúng ta xuống á, các bạn còn phải xuống, các bạn giữ nhẹ một xíu vậy thôi, nó không chạm này, thấy không? Thấy nó không chạm không? Khi nâng lên hết và gồng nó siết vô, chứ không chúng ta sẽ nhiều bạn nó di chuyển á, thì cái biên độ của nó là từ đây nè, cái khoảng này nè, A, B, nó làm gì? Nó cỡ 30 mấy cm vậy nè. Mà các bạn di chuyển cái như này à, dễ hình dung không? Là hai cách khác nhau nè. Cái thứ nhất nè, di chuyển đủ biên độ từ A đến B nè, xuống nè, lên hết nè, siết lại nè. Cái di chuyển thứ hai không đủ nè, đó. Nè, tập gì cái cơ của bạn nó không dùng hết. Các bạn thấy mình bình hòa không? Dễ hiểu không? Nào làm lại nha. A tới B đi đủ ở các bạn lên ngang nè, xuống nè. Không đủ nè. Đấy, khi không đủ cơ thể các bạn di chuyển ngắn, cái khoảng cách nó ngắn gì vậy? Cái cơ của bạn, cái cơ bụng của bạn nó cũng sẽ không hoạt động theo cái chu kỳ, là nó giãn ra, nó co vô. Đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc là bạn đốt được calorie hay đốt mỡ bụng cũng chỉ giảm một nửa. Bạn có muốn nó giảm một nửa không? Hay là bạn muốn xài hết thì cố gắng tập cho đúng nha. Rồi, tới cái bài số 3. Mình sửa 3 bài. là cái bài mà đá chân tập bụng dưới. Rất nhiều bạn hay phạm phải cái lỗi sai là dùng chân rất nhiều trong bài tập này. Cái cơ đùi của bạn, giờ minh họa nhé, góc xéo gì các bạn dễ. Bạn ngồi về cái lực nó không dồn lên phần cơ đùi, nhưng khi bạn giãn ra vậy nè, bạn giãn để đúng góc vậy nè, bạn bắt đầu bạn thấy cái phần cơ đùi này nó căng. Ở đây chúng ta tập cái bài bụng, nghĩa là chúng ta sẽ tập trung để tập cho vào cơ bụng và giảm mỡ bụng. Ngày nào chúng ta tập chân thì chúng ta tập bài chân, khác nhau, ok không? Các bạn duỗi ra vậy, các bạn sẽ cảm thấy cái phần cơ đùi này nó căng, nhưng mà lúc này cơ bụng của bạn nó chưa sử dụng, thì tùy ở góc này, ở góc độ này cơ lưng nó còn tham gia, nó đỡ. Nhưng khi bạn duỗi cái chân của bạn ra hết mà bạn giãn cái cơ bụng của bạn xuống gì, giống như cái động tác đá bụng, thì ở góc độ này cái cơ bụng của bạn nó sử dụng nhiều nhất. Nhưng mà cũng cái đá chân này nó, cái chân của bạn nó co lại gì, cơ bụng nó không cái đủ, nó không có đủ độ dàn lực để mà nó tải hết cái trọng lượng của cái chân vô cái bụng. Nên nếu các bạn đá bụng mà các bạn đá, các bạn co chân về nè, thì hầu như ở cái góc này là cái góc thuận lợi để cái chân nó sử dụng cái cơ dây chằng ở đây để nó co và nó kéo, nó đá lên rất là dễ. Nên khi mà các bạn đá bụng ở cái góc độ này nè, gần như các bạn sẽ không bao giờ các bạn tập vô bụng được. Ở cái góc độ đúng bạn phải duỗi cái chân ra và các bạn sẽ thả hơi sâu xuống một chút. Ở góc độ này các bạn nên giữ lại ở điểm này, tại điểm này là cái điểm cơ chân của bạn nó không tham gia, nó kéo lực lên được. Thì cái điểm này, cái điểm nó bắt buộc nó phải gồng cơ bụng gì đó. Các bạn nhìn cái cơ bụng mà nó gồng không, nó gồng rất là nhiều. Sau đó các bạn đá lên, nó hơi vuông góc ở đây, nó chưa vô lắm, các bạn phải nảy nhẹ cái mông của mình ra một chút, siết vô thì nó mới vô bụng được. Ở đây là chúng ta giãn tối đa, chúng ta co tối đa và chúng ta tránh can thiệp cái lực của cơ chân, cơ lưng vô cái bài tập bụng. Chúng ta đang tập bụng mà tập nhanh tập sai, tập hiệu quả thì sẽ ăn gian biên độ như thế này nè. Vậy các bạn tập sai nè, thấy không? Tập đúng tập đúng là không ăn gian biên độ. Cũng cùng bài đó, tập cho nó hiệu quả, tập cho nó dùng đúng cái nhóm cơ nó còn tập. Tập trong xuyên nè, xuống nè, giữ nè, cho cảm giác nó căng ngang xíu, cho nó móc cái là đi lên, xong rồi gọn cơ bụng chén nó lên, em mới dồn xuống, cho nó móc cái đà đi lên, duỗi chân ra xíu, nó móc cái đà thì nó căng cơ bụng. Góc độ này nó bắt buộc phải căng cơ bụng, xong rồi nó lên, đó, cái lực nó xuống mà nhanh quá, xuống mà đập luôn. Đó, cái này dùng cơ đùi nè, dùng cái đà của cơ đùi, nó rất là dễ. Xuống, cái này cơ bụng một xíu, kéo từ từ chân đi lên, đó. Cái mẹo nó đơn giản là như vậy. Nhưng mà khi mà bạn không biết, bạn không sử dụng, bạn không tập cho nó đúng, nó rất khó để mà vào được cơ của bạn. Bạn hiểu không? Nên những cái vấn đề về kỹ thuật này, khi mà bạn đăng ký khóa học online của Ryan Long Fitness, tại sao mỗi ngày tôi bắt bạn tập, mỗi ngày bạn tập tôi đều muốn và bắt buộc bạn phải quay video gửi lại cho tôi để tôi kiểm tra. Bởi vì thông qua video tôi biết được là hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4, ở 4 hiệp đó bạn có tập tốt ở từng bài hay không. Và sau đó tôi sẽ đôi khi tôi lưu lại video này, tôi gửi cho các bạn học viên của tôi coi để coi đi coi lại, học đi học lại thì nhớ được kỹ thuật đó. Bởi vì kỹ thuật nó rất khó nhớ. Tôi chắc chắn là khi các bạn xem xong video này, các bạn không thể nào mà các bạn nhớ ngay và phản xạ trong não. Tại vì còn thời gian để tập luyện rất là nhiều, khi đó não nó mới phản xạ, nó mới cảm nhận là góc đó là tập đúng, góc này là phải giữ chỗ này chút, giãn chỗ kia một chút. Đó là lý do tại sao mà khi mà bạn mua khóa học online của Ryan Long Fitness hoặc là học viên của tôi thì bạn bắt buộc phải gửi video tập thường xuyên qua để tôi chỉnh dần cho bạn quen ở những cái bài bụng cơ bản như thế này. Bạn hình thành được cái phản xạ là khi tập chú ý tới góc độ, biên độ di chuyển, những điểm giữ, điểm thả để tập cho nó hiệu quả. Nếu quan trọng không phải là bạn tập bao nhiêu phút, mà quan trọng là bạn tập cái gì trong khoảng thời gian đó, và bạn tập như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Ok, đây là vấn đề video những cái sai lầm khi tập luyện, chia sẻ nhẹ nhàng với các bạn vậy thôi. Bạn nào muốn có một cái chương trình đầy đủ, có lịch tập chi tiết theo tuần, cứ inbox fanpage mua học online của Ryan Long Fitness nha. Rồi, chúc các bạn tập tốt.